Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa âm ly Arirang BA203. Và bây giờ mình cắm điện vào thử nha các bạn. Rồi, bây giờ bật công tắc lên. Đèn đỏ và đèn xanh đều sáng nha các bạn. Arirang thường thì bật lên vài giây là đèn đỏ tắt, chỉ còn đèn xanh các bạn nha. Bây giờ đèn đỏ và đèn xanh cùng sáng, có nghĩa là rờ le nó không đóng các bạn. Thường thì rờ le không đóng là do trong máy bị hư hoặc hỏng ở phần nào nên rờ le không đóng để bảo vệ loa nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng mở ra các bạn nhé. Và đây là bên trong máy nè các bạn. Đây là âm ly 8 sò nha các bạn. Sử dụng con phép. Đây là hai tụ lọc nguồn. Đây là diode nắng dòng. Hai bên sò công suất các bạn. Dùng 4 con phép một bên. Đây là tăng phô nguồn. Có hai cái quạt để cho giải nhiệt nữa nha các bạn. Và đây là phần ổng áp ra 12V để cấp cho hai cái quạt nha các bạn. Đây là rờ le nè các bạn. Cái này cái rờ le để nó đóng khi mà âm thanh ra loa các bạn. Khi mà mở lên thì cái đèn đỏ này tắt là rờ le đóng nha các bạn. Một trong hai bên công suất này các bạn, mà nó có vấn đề là rờ le nó có thể ngắt, nó không cho âm thanh ra ngoài loa để nó bảo vệ loa nha các bạn. Khi mà hai bên nó bị hỏng là nó sẽ mất cân bằng, thành ra cái rờ le nó tự đóng nha các bạn. Và khi quan sát thì mình thấy bo công suất bên phải các bạn, nó bị con điện trở nó bị cháy nha các bạn, hai con luôn. Hai con điện trở bị cháy. Vậy là bo công suất bên này bị hư rồi các bạn. Nên rờ le nó mới ngắt. Bên bo này thì bình thường nha các bạn. Hai bo công suất trái phải này nó đều như nhau hết nha các bạn. Có thể mình sẽ xem chỉ số của con điện trở bị cháy á các bạn. Ở bên cái bo còn nguyên mình sẽ biết được cái chỉ số bao nhiêu để mình thay thế bên cái bo hư này. Rồi, và bây giờ mình sẽ mở cái bo công suất bị hư này ra nha các bạn. Đây là dây cáp cấp nguồn và tín hiệu ra loa nha các bạn. Còn đây là đường tín hiệu vào từ cái mặt điều chỉnh chép bát ở trên xuống đó. Mình đã gỡ cái quạt ra rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ luôn cái miếng nhôm để mình lấy cái bo công suất ra. Đã gỡ xong các bạn, mình đã lấy bo công suất ra ngoài các bạn nha. Hai con điện trở này nó cháy đen thui rồi mình không thấy chỉ số các bạn, mình sẽ lấy cái chỉ số bên cái bo còn nguyên á, mình xem bao nhiêu rồi mình ngắn qua các bạn nha.
Bây giờ mình sẽ hút chì ra, mình gỡ 4 con phét ra luôn các bạn. Mình phải gỡ ra mình đo mới chính xác nha các bạn. Cái này các bạn phải dùng mỏ hàn cho thật nóng nha các bạn. Rồi mình đã hút chì xong ra rồi các bạn. Nếu các bạn không có đồ hút chì, các bạn có thể gỡ con ốc của con sò ra, rồi các bạn chấm ba cái chân nhanh rồi các bạn rút ra cũng được. À, đây là 4 con phét các bạn. Bây giờ mình sẽ đo 4 con phét này các bạn nha. Các bạn để ve đo đen ở chân bìa bên trái các bạn, chân B đó. Rồi các bạn sẽ dời hai chân kia. Rồi cái con này còn sống này các bạn. Và con này đã hư rồi các bạn. Rồi con kế tiếp các bạn. Hư luôn nha các bạn. Và con này cũng hư luôn các bạn. Vậy là 4 con phét này là đã chơi hết 3 con rồi nha các bạn. Còn sống có 1 con. Mình bật lên nhân 10kg các bạn. Mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Mình sẽ kích vào cái chân G của con phét các bạn, là cái chân bìa bên trái các bạn, thì nó sẽ thay đổi. Và như vậy là chắc chắn con phét còn sống nha các bạn. Nhưng khi thay, mình sẽ thay hết 4 con mới luôn nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ sửa bên cái bo này các bạn ha. Mình sẽ gỡ mấy con transistor ra mình đo và mình thay mấy con điện trở nha các bạn. Đây các bạn, đây mình đã thay mấy con điện trở rồi nè các bạn. Một con là 680 ohm, một con là 330 ohm, còn 4 con điện trở công suất lớn này 5W 0.33 ohm nè các bạn. Rồi mình thay luôn 4 con phét các bạn. Đây các bạn, mình đã thay vào. Đây nè các bạn, đây là cái bo bên phải mình đã thay vào nè các bạn. À, con điện trở này là 680 ohm các bạn, còn con này là 330 ohm, và 4 con trở 5W 0.33 ohm nữa nè các bạn. À, cùng với 4 con phét mình thay mới hết các bạn nha. Rồi bây giờ mình thử cho các bạn xem nha. Đây các bạn, bật lên thì hai đèn sáng. Nhưng mấy giây thì cái đèn đỏ tắt và cái relay đóng là ok rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ tắt và mình mở lại lần nữa xem thử thế nào nha các bạn. Rồi mình bật công tắc lại. Đó, đèn đỏ mấy giây là nó tắt. Vậy là ok rồi các bạn. Giờ mình cho tín hiệu vào thử nha các bạn.
là ok rồi các bạn. Vậy là mình đã sửa xong cái âm ly Arirang BA203. Video của mình đến đây là cũng kết thúc rồi các bạn. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và vui vẻ. Nếu các bạn nào gặp cái ban giống trên thì các bạn có thể tham khảo và sửa. Tốt nha các bạn. Chào tạm biệt.